Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Artworld Thế giới nghệ thuật. Rất vui khi được chào đón quý vị và các bạn trong chương trình đầu tiên của năm mới 2016. Niềm vui và những nụ cười là những điều không thể thiếu trong cuộc sống. Và Artworld tuần này sẽ cùng bạn đến với những câu chuyện dí dỏm bằng màu sắc qua các tác phẩm nghệ thuật. Cuộc sống với nhiều bể bộn nhưng bạn sẽ không thể làm ngơ trước những tác phẩm nghệ thuật được thể hiện đầy bất ngờ mà chúng tôi giới thiệu với các bạn trong 15 phút của chương trình hôm nay. Tư duy hóm hình cùng với những sự sắp đặt thú vị tạo nên những điều bất ngờ, sự tò mò cho người xem. Thành phố Seoul, Hàn Quốc náo nhiệt có phần kém hấp dẫn dưới những cơn mưa kéo dài. Vào 3 tuần gió mùa, dường như năng lượng và sắc màu của nơi này bị xóa nhòa theo những cơn mưa. Câu chuyện về nghệ thuật trời mưa cũng bắt đầu từ lý do thời tiết như thế. Người đi đường chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc khi chứng kiến một màn ảo thuật của sắc màu sau màn mưa. Đó là khi lòng đường trở nên rực rỡ và giàu sức sống hơn bao giờ hết dưới những làn nước mưa trắng xóa. Hình ảnh những chú cá đầy màu sắc bơi lội tung tăng gợi về những khoảnh khắc tươi đẹp, và đó cũng là câu chuyện về văn hóa của xứ sở Kim Chi. Tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sông suối. Các bức tranh dựa trên yếu tố địa hình, xuất hiện nhiều dòng chảy và vũng nước khi mưa lớn, để mang đến màu sắc sinh động cho phố xá. Vì vậy, thay vì ở trong nhà, người dân Seoul lại có lý do để háo hức chờ đợi để thưởng thức những tác phẩm đường phố kỳ diệu. Tương tự như vậy, Pierre Greengrass, một nghệ sĩ đường phố trẻ tại bang Seattle, Mỹ, đã biến những cơn mưa thành cơ hội cho những tác phẩm nghệ thuật thú vị trên những con đường, vỉa hè vốn rất bình thường trong những ngày nắng ráo. Những tác phẩm đơn giản nhưng mang lại thông điệp hóm hình như mặt trời sẽ mọc vào ngày mai hay hãy khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt. Cùng với đó là những họa tiết tự nhiên, đơn giản, rất đẹp mắt. Bí mật đằng sau những tác phẩm được tạo ra nhờ chất hóa học không thấm nước. Vì vậy khi mưa xuống, nó sẽ tạo nên sự tương phản với những vùng xung quanh. Pierre Green nghĩ ra loại nghệ thuật độc đáo này chính là vì nơi anh sống, thành phố Seattle với những cơn mưa thường xuyên và bất ngờ, và thay vì ngày mưa ủ rũ chán trường, anh muốn biến mưa thành một thời khắc mà mọi người tại đây có thể tìm thấy được niềm vui. Mưa và sự ướt át đối với Seattle thì như hình với bóng ấy. Rainwood thì cần ướt và nước để hoàn thiện. Thế thì làm chúng ở Seattle này thì rất lý tưởng. Thông điệp của những Rainwood này đa số nhằm giúp mọi người sống ở đây phấn chấn hơn trong những ngày mưa gió. Nói không chừng, Rainwood có thể trở thành một loại hình nghệ thuật đặc trưng của Seattle trong tương lai. Nó thật mới mẻ và cũng thật thú vị. Mọi thứ có vẻ sẽ tuyệt vời hơn nếu như trời mưa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này, thật tuyệt vì nó đã ở đây. Có thể thấy, dù chỉ là những hình ảnh vui vẻ như một trò chơi thú vị, nhưng với nước mưa đã khiến cho nhịp sống phố trở nên thân thiết biết bao. Điều này đã được chứng minh bằng sự đón nhận bởi những nụ cười và niềm vui của nhiều người xem. Sự duyên dáng và hóm hình của nghệ thuật dưới trời mưa đã khiến rất nhiều người thích thú. Và biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hơn các tác phẩm này tại nhiều địa điểm khác nhau. Thông điệp lớn nhất của sự sáng tạo chính là hãy cứ vui lên cho dù bạn phải đối diện với hoàn cảnh ra sao. Và tiếp theo sẽ là những sáng tạo cũng rất thú vị của họa sĩ Christoph Niemann, chắc chắn sẽ khiến bạn phải trầm trồ và rồi bật cười. Câu chuyện về ngày Chủ nhật của anh được gói gọn trong loạt tác phẩm mang tên Sunday Sketcher. Sau cả tuần bận rộn với công việc, là lúc chúng ta được nghỉ ngơi với các hoạt động giải trí, thư giãn. Bạn muốn chơi golf hay nằm ườn với cái bụng căng tròn sau bữa ăn no nê? Hay bạn muốn đi chơi công viên ngắm chú hươu cao cổ? Quả thật, Christoph Niemann luôn khiến công chúng ngạc nhiên bởi sức sáng tạo không tưởng trong những tác phẩm của mình. Các bức ảnh được anh vẽ nên bởi cảm hứng từ những vật dụng vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, khiến cho người xem không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và thú vị khi ngắm nhìn chúng. Christoph Niemann là một họa sĩ kiêm nhà thiết kế đồ họa khá nổi tiếng tại Đức. Anh còn được biết đến như là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi với chủ đề hài hước và ngộ nghĩnh. Ngoài ra, các tác phẩm truyện tranh ngắn cũng như về chính trị của anh đã từng xuất hiện trên những tờ tạp chí danh tiếng như The New Yorker, Atlantic Monthly, The New York Times Magazine.
Phác thảo đầu tiên tôi vẽ là dành cho trẻ nhỏ, cho mọi người. Tôi đã phải nghĩ đến biểu cảm trên khuôn mặt, trên nụ cười và sự chuyển động của cơ mặt. Tôi đã cố gắng làm điều gì đó thật vui vẻ. Làm sao để nó kết nối trực tiếp đến cảm xúc của người xem. Có thể đối với trẻ nhỏ, đằng sau đó là trí tưởng tượng không có giới hạn, và tôi cũng suy nghĩ về điều này. Có thể sử dụng những vật dụng để biểu đạt những ý tưởng, trạng thái khác nhau, những thứ nhỏ bé như là những cái lá hay những loại quả. Các tác phẩm của họa sĩ người Đức đã được đông đảo công chúng trên khắp thế giới đón nhận. Những tác phẩm đó như mang tới một thế giới mới mẻ của những điều bất ngờ và sự khám phá. Có thể đó là những câu chuyện dí dỏm và những điều đáng yêu nhưng ấm áp của cuộc sống mà đôi khi nghệ thuật chính thống khó có thể diễn đạt được. Trong các tác phẩm của anh, dường như là sự ngẫu nhiên đến kỳ diệu. Đó là sự kết hợp tài tình của sắp đặt và hội họa. Những nét vẽ đơn giản, những vật dụng quá đỗi bình thường, nhưng dường như mang trong mình một cuộc đời mới với sức sống mới. Christoph Neumann đã chứng minh rằng cuộc sống là rất nhiều điều thú vị cần khám phá, và hãy thả lỏng mình một chút, hãy tưởng tượng một chút thôi, mọi thứ có thể sẽ khác, đẹp đẽ và tươi vui hơn. Không đi vào cách sắp đặt, cách thể hiện hình ảnh mới mẻ, nhưng các tác phẩm của nữ nghệ sĩ trẻ Thái Lan Lampu Kasano lại cũng khiến người xem phải yêu hơn cuộc sống về những mối quan hệ hàng ngày được đưa vào tranh hết sức dí dỏm. Sự xuất hiện của cô tại Việt Nam trong triển lãm giao lưu hội họa giữa ba nước Việt Nam, Thái Lan, Malaysia trong thời gian gần đây đã khiến người xem thích thú. Cô là một trong những họa sĩ nổi danh nhất của Thái Lan trong mấy năm trở lại đây. Người đã kể những câu chuyện về cuộc sống theo cách riêng của mình qua các tác phẩm sơn dầu với một đặc điểm dễ nhận ra, đó là chiếc đầu được phóng đại. Những chiếc đầu ngộ nghĩnh với kích thước lớn hơn bình thường rất nhiều khiến người xem nghĩ đến các bức biếm họa, nhưng thực tế đó không phải là tranh biếm họa. Nó phản ánh chân thực các mối quan hệ của cuộc sống theo cách chân thực và gần gũi nhất. Những chú chó gắn bó với con người cả trong khi còn thơ bé cho đến khi đã trưởng thành. Đó cũng là câu chuyện về những gì Lampu quan sát trong cuộc sống bên cạnh kinh nghiệm của bản thân. Đó là chuyện về cậu bé ăn xin tại Thái Lan. Bên cạnh là chú chó với con mắt đáng thương đang cầu xin sự thương xót của những người đi đường. Con vật yêu quý gắn bó với chủ của mình ngay cả trong lúc nghèo khó và cô đơn. Tôi muốn kể câu chuyện về những chú chó. Tôi đã lớn lên với chúng và chăm sóc chúng. Cả gia đình tôi cũng rất yêu chúng. Thông qua các tác phẩm này, tôi muốn nói rằng chó là người bạn tốt của con người. Mọi người hãy yêu quý loài vật này. Lampu cũng chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện đại, về nhịp sống nhanh chóng, về những mối quan hệ phức tạp mà dường như mọi người đang cạnh tranh nhau để giành được sự chú ý. Về tinh thần của những bức tranh nó đều đạt đến những cái giá trị nghệ thuật cao, và trong đấy lại đưa được cái cá tính riêng của cá nhân vào trong đấy, tức là bạn ấy luôn đưa mọi thứ đều mang tính rất là vui vẻ. Tất cả các bức tranh bạn ấy đều thể hiện cái sự vui vẻ, cái sự hài hước trong những bức tranh để đem đến cho con người ta một sự thoải mái. Tôi đã từng xem tranh của cô ấy trước đây, nhưng giờ đây tôi thực sự ngạc nhiên bởi tác phẩm này. Rất thú vị, nét vẽ rất chững chạc. Mặc dù muốn mang đến nhiều niềm vui cho người xem, nhưng ít ai biết Lampu sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ cô không sống cùng nhau. Tuổi thơ với nhiều điều không như ý, như cô từng tâm sự rằng mình không thích cái tên Lampu bởi nó có vẻ lỗi thời. Nhưng rồi bố cô đã nói rằng một ngày tên của cô sẽ là duy nhất. Bây giờ Lampu thực sự yêu cái tên của mình. Những ngày tháng sống và gắn bó với vùng nông thôn, Lampu thực sự có những trải nghiệm hết sức thú vị, như những con mắt nhìn yêu thương với các loài động vật và sự bình dị trong cuộc sống.
mọi người dễ nhận thấy tranh Lampu, nhân vật được đặt trong những bối cảnh hết sức quen thuộc. Các nhân vật luôn trong trạng thái động với những biểu hiện cảm xúc chân thực và rõ ràng nhất. Tôi thích vẽ phóng đại phần đầu bởi tôi muốn tạo nên sự vui vẻ. Tôi muốn các tác phẩm của mình mang lại niềm vui cho mọi người. Tôi đã bắt đầu vẽ như thế này bởi khi tôi nhớ lại những người bạn của mình, họ không có khuôn mặt đẹp nhưng họ có một trái tim ấm áp. Phần tâm hồn mỗi con người không nằm ở trong hình thức mà nó nằm trong những sắc thái biểu cảm, trong các hoạt động hàng ngày, trong cách người ta cư xử với nhau. Để có một cách thể hiện riêng trong hội họa, đó là con đường không dễ dàng của Lampu. Cô đã từng rất ngưỡng mộ Chakrabahan Poysayarkrit, họa sĩ màu nước nổi tiếng. Với những nét bút mềm mại đẹp đẽ, cô đã suýt khóc khi nhìn thấy chúng và tập vẽ theo. Nhưng rồi cuối cùng, cô đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Lampu luôn luôn nhìn thấy sự hài hước trong đau khổ. Điều cô muốn là giảm bớt tính nghiêm trọng trong các vấn đề, bởi sự hài hước giúp thông điệp đến gần và nhanh hơn với công chúng. Những sinh hoạt đời thường và cách cảm nhận cuộc sống, giao tiếp với mọi người đã khiến các tác phẩm của Lampu ấm áp và rất đáng yêu. Cô vẫn tiếp tục sống cùng với nghệ thuật của riêng mình và truyền tình yêu cuộc sống cho nhiều người. Với những nét vẽ hóm hình, các tác phẩm của họa sĩ Lampu được triển lãm ở nhiều quốc gia và được các nhà sưu tập săn đón. Và với những tác phẩm chúng ta vừa theo dõi, có thể thấy những tác phẩm mang lại niềm vui và tiếng cười cho công chúng, có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc tới quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Quý vị có thể vào website www.vitv.vn để xem lại chương trình, góp ý cho chúng tôi trên trang Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 04 2220 8288. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.